Thưa quý vị, vùng muối Đề Ghi nằm trên địa bàn hai xã Cát Minh và Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, đang vào mùa cao điểm thu hoạch. Sản lượng muối tăng cao cộng với giá muối ổn định cho thu nhập khá nên bà con diêm dân rất phấn khởi. Năm nay, gia đình ông Nguyễn Hữu Hồng trú xã Cát Minh sản xuất 3 sào muối. Ông cho hay, nếu thời tiết nắng nóng thuận lợi như thế này thì ông có thể thu hoạch được 27 tấn muối và giá bán hiện tại dao động từ 1.600 đến 1.700 đồng một ký. Ông thu nhập từ 43,2 đến gần 46 triệu đồng một năm. Nói chung thì thời tiết năm nay thì cũng thuận lợi, hiện thời điểm này thì rất thuận lợi. Giá cả bà con mua bán thì cũng khá, bà con rất là phấn khởi. Vùng muối Đề Ghi có trên 500 hộ sản xuất với tổng diện tích 80 hectare, trong đó có khoảng 25 hectare sản xuất muối sạch. Hiện tại chính quyền địa phương đang khuyến khích diêm dân tăng diện tích sản xuất muối sạch thay thế sản xuất muối truyền thống như trước để cải thiện chất lượng muối, dự kiến quy mô sẽ ngày càng mở rộng. Định hướng của địa phương là tiếp tục vận động bà con chúng ta là đầu tư để làm muối sạch, đem lại cái sản lượng cũng như giá trị của hột muối. Ngoài cái diện tiêu thụ ở thị trường thì địa phương cũng liên kết trở lại nhà máy muối Phù Mỹ để rồi tiêu thụ sản phẩm cho bà con để đảm bảo đời sống cho bà con. Sản xuất muối sạch trải bạc đang là hướng đi đúng khi năng suất muối tăng khoảng 20% so với truyền thống và giá cả cũng tăng từ 200 đến 300 đồng một ký. Địa phương cũng đang quy hoạch lại diện tích sản xuất muối theo hướng tập trung, đồng thời quảng bá để thương hiệu muối Đề Ghi bay xa.